trời còn là mưa mãi cho nhớ thương dâng đầy vai. Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa, nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương bâng khuâng ngày tháng. Hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhắc tới ai nỗi niềm. Anh từ xa vẫn có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về để trời là mưa gió. Em từ xa cứ vẫn mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia. Bên lúc đêm mà 602S2 Sally trùng này bác 115258 cho kênh JBY nhá. Rồi xuất sắc. Bên này là 115257. Chỉ mong anh gần em cho em hết tình si, rồi năm tháng con số mình đắm đuối trong ân tình trái ngang. Ai ân con đời cặp này em mình vừa quay xuất sắc và rất là đẹp. Đây là một cái dòng bút xeo mà cao cấp của anh Lân để từ thương hiệu của Ben Đức. Cặp ba này thì em mình đang có mức giá cực kỳ tốt, thanh lý cuối năm, hàng đấu giá Nhật về. Đấy, cặp này thì hiện tại em đang có mức giá chỉ có 7.800.000 đồng thôi, thu hồi vốn nhá, so với những cái mức giá trước đây trên 10 triệu. Đấy, cặp này mới về thì cũng đăng ra một vài video rồi, hôm nay có test chất âm loa thì cũng không có kén đồ đánh đâu, các bạn có thể đánh với ra thì loại nhiều dòng âm ly. Em đây em đang ghép với con âm ly Nhật rất là còi thôi, đã ra rồi. Rồi bác nào chơi cặp bút xeo cao cấp này thì liên hệ cho em, cặp bút xeo nổi tiếng và có cái hình thức kiểu dáng rất là sang trọng.